xong tiện em Innova G207 lên đường. Hôm nay thì ông chú ở Đồng Tháp cũng lên xem xe và cũng thấy rất là ưng ý và đã chốt, đang thay nhớt cho ông chú ha. Đang trong lúc chờ đợi cái giấy bán và thay nhớt cho chú với xe rồi xịn 207. Nói chung là xe rất là zin và rất là đẹp luôn anh chị. Đó, ông chú lên là thấy là nghĩ liền thay nhớt cho chú. Rồi xong tiền Innova 207 về Đồng Tháp nha anh chị. Đó, xe rất là cộm. Ông chú ở Đồng Tháp vừa lên thấy rất là ưng ý và mua trong ngày luôn. Trong này ông chú vừa ký bán xong thì ông chú chạy xe về nhà tháo biển số người cà bẹt lên, em sẽ giúp hồ sơ cho ông chú nhé. Chúc chú đi tốt dùng bền hả chú. Hai con ngựa, 4 con ngựa phong, 8 con ngựa luôn hai bên. Rồi, cửa hàng cũng còn khá là nhiều xe, anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe thì anh chị có thể ghé cửa hàng xem tham khảo và ủng hộ em trai nha. Đó, còn có chiếc xe Kia Carnegie 2012 nữa ha, rất là đẹp và chuẩn chức gia đình luôn, còn rất là đẹp cho anh chị nha. Và có con Ford Everest 2020 nha, 20 đó. Toyota Jay GL 203 203 rất là đẹp, rất là liền ha. Toyota Vios 209 nha anh chị, Toyota Vios 209 nè. Kia Morning 2010 nha anh chị, 2010 số tự động ha. Kia Morning 2010 số tự động nha. Đó, anh chị có nhu cầu cứ ghé ủng hộ cho em trai ha. Ở bên này còn một chiếc xe Fortuner 2010 luôn anh chị, rất là đẹp và rất là cộp luôn. Nói chung là những cái chiếc xe tại cửa hàng thì chỉ có lên là chồng tiền lấy xe thôi, không có gì để chê đâu anh chị ạ. Ông chú ở Đồng Tháp đi lên tới là coi xe là lụm thôi, tại vì xe rất là đẹp và rất là liền ha. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe sử dụng thì cứ xem và tham khảo và ủng hộ cho em trai nha anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị, bye bye. Dạ xin chào anh chị. Bây giờ thì anh chị cùng em xem và tham khảo những chiếc xe còn lại tại bên cửa hàng nha anh chị nha. Nói chung thì những chiếc xe còn tại bên cửa hàng luôn luôn được kiểm tra và test rất là kỹ cho anh chị ha. Cam kết với anh chị là xe không lỗi, không dịch vụ taxi nha anh chị. Trước tiên thì anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe Kia Carnegie 2012 đi anh chị ha. Nói chung là xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn. Xe chuẩn chức xe gia đình, không kinh doanh dịch vụ, không taxi, xe không lỗi nha anh chị nha. Xe còn đây anh chị, mình thùng của nó nè ha, rất là liền lạc và rất là đẹp nha. Đây không cũng vậy ha. Đăng kiểm của nó đến tháng 5 2024 còn khá là dài nha anh chị nha. Còn rất là dài và kính chắn gió còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn anh chị nha. Đây những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè, còn rất là liền, rất là đẹp ha. Anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để được cập nhật và những video sớm nhất bên cửa hàng về và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị nhé. Còn anh chị nào mình có muốn cùng em hỗ trợ cùng em mua bán, có bạn bè hay là người thân nè, anh chị có thể giới thiệu qua và cùng em bán xe. Anh chị có thể chia sẻ lên Facebook, Zalo thật là nhiều để cho bạn bè người thân của mình biết tới. Có nhu cầu muốn mua xe, anh chị có thể giới thiệu qua. Việc mua bán xe thành công em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 5 triệu anh chị nhé. Rồi anh chị cùng em quay trở lại đối với chiếc xe Kia Carnegie 2012 số sàn máy 2.0, dòng xe bản đủ nha. Túi khí là hai túi khí và thắng ABS, 4 thắng đệ, cửa sổ trời có đầy đủ hết anh chị ha. Xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp nè anh chị ạ. Một cái dáng xe nhìn rất là đẹp và rất là hợp đối với những anh chị mà mua về để phục vụ cho gia đình, đi lại gia đình. Nói chung những cái màu xe này thì nó rất là thuận tiện cho anh chị nha. Vợ đi đều được mà chồng đi đều ok hết, nó rất là tiện lợi cho phụ nữ đi. Đây anh chị, trong xe 5+2 7 chỗ nha anh chị nha. Xe còn rất là liền, đây những cái bình thùng đồ còn rất là liền lạc. Xe có bộ nè, tay nắm ốc xi nè, chân kiến nè, dán phim 3M nè, che mưa nè,
và có ra mui có đầy đủ hết anh chị ha. Xe là chủ xe người ta đã lên đồ chơi đầy đủ hết chưa? À, anh chị mua về chỉ sẵn việc đi thôi, đổ dầu mà đi thôi anh chị nha. À, màn hình cam hành trình, cam lùi có đầy đủ hết nha. Đó, nội thất nè anh chị rất là đẹp, copy nè rất là đẹp, không dấu hiệu bị mòn hay theo năm tháng nha anh chị nha. Xe còn rất là liền lạc ha, hay sùng chị nguyên zin, nguyên zin đầy đủ hết anh chị ha. Rồi, nỉ thì được một cái là bộ nỉ zin theo xe còn nguyên bản luôn anh chị à, còn nguyên bản luôn. Ghế tì tay nè có đầy đủ hết ha. Đó, nội thất nè. Đó, xe này thì anh chị có thể bỏ xuống và làm một cái giường nằm cũng đều ok hết nha anh chị nha. Đây, copy bên tài nè còn rất là đẹp anh chị ha. Đó, một cái nút khóa đồ cũng còn rất là đẹp ha. Đó, gặp gương chỉnh điện có đầy đủ hết ha. Đó, nội thất nè còn rất là đẹp, vô lăng nè ha còn rất là đẹp, và củ số nè rất là mới nha, không dấu hiệu bị mòn nha anh chị nha. Đó, odo của nó đi khá là ít, để em coi odo nó nè, odo của nó đi được 120 mấy ngàn cây thôi anh chị nha, 120 mấy ngàn cây thôi. Đây cái táp lô nè, không dấu hiệu là bị mòn chảy xước ha, hai túi khí nha anh chị nha, thắng ABS có đầy đủ hết đó, một cái nội thất rất là đẹp anh chị ha. Đó, một cái giá thành thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị chỉ có 250 triệu thôi anh chị nha. Đó, cửa sổ trời nè ha, có đầy đủ hết cửa sổ trời và cam hành trình, cam lùi ở trên này nè anh chị nha. Đó, mấy ngày nhạc theo xe còn nguyên bản hết anh chị ha. Đây, mà cái đồ nhựa ở đây nè ha, còn rất là đẹp, không dấu hiệu bị mòn ha. Đây, cái củ số nó nằm ở đây ấy, rất là hợp cho anh chị mua về để phục vụ cho gia đình, vợ chồng đi nha. Phụ nữ đi rất là thuận tiện nha. Đó, củ số nằm đây phụ nữ đi rất là tiện lợi và rất là gọn ha. Đó, ghế chỉnh điện nha anh chị, xe là có ghế chỉnh điện đầy đủ hết nha. Nói chung là dòng xe này là Kia Morning 2012, dòng xe bản full rồi, có đầy đủ hết cho anh chị nha. Đó, anh chị nào ưng ý những cái dòng xe này thì cứ liên hệ với em để trao đổi với em anh chị nha. 250 triệu anh chị nào thiện chí lên xem xe mua, bớt ngay 5 triệu cho anh chị luôn, 245 để cho anh chị đi. Đó, bao anh chị rút hồ sơ hoặc ký ủy quyền đều ok hết anh chị nha. 79A 09007 anh chị ha. Đó, xe rất là liền lạc, mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Bên cửa hàng nhấn mạnh một câu là sẽ cam kết với anh chị là xe tuyệt đối không dịch vụ taxi, không va chạm cứng đụng, cam kết bằng văn bản tại cửa hàng nha. Bao anh chị mấy số zin đó, ok cho anh chị. Đó, bao anh chị rút hồ sơ hoặc ký ủy quyền xài đều ok hết nha. Rồi, ok, anh chị nào ưng ý thì cứ liên hệ với em nha. Đó, mâm vỏ còn rất là mới và rất là cao, mâm vỏ còn rất là mới rất là cao ha. Rồi, đó, một cái dáng xe tuyệt đối, một cái dáng xe đẹp tuyệt đối nha. Đó, bên hông bên này cũng vậy nè ha. Đó, đẹp tuyệt đối nha. Rồi, bây giờ anh chị tiến hành cùng em tiếp tục quay trở lại đối với chiếc xe Ford Everest. Ford Everest 2010 nha anh chị nha. Ford Everest 2010 số sàn máy 2.5, dòng xe SUV máy dầu MAM R18 anh chị ha, MAM R18. Xe bao anh chị là không va chạm cứng đụng, không thủy kích, không dịch vụ taxi nha anh chị nha. Xe chuẩn chất gia đình, sơn zin còn trên 80%. Đó, máy số zin, bao anh chị máy số zin, cam kết không lội nha, không đâm đụng ngập nước nha anh chị nha. Đây anh chị, bóng đèn pha nó nè, nguyên zin theo xe, còn rất là sáng, rất là đẹp nha. Đó, mặt nạ da lăng còn rất là liền, rất là đẹp luôn, không dấu hiệu mớp méo anh chị nha. Đó, không có dấu hiệu mớp méo ha. Bên này cũng vậy nè anh chị, đèn pha còn rất là liền, rất là đẹp ha. Đó, mâm vỏ nè, mâm 18 nha. Đó, mâm vỏ 18 ha. Đó, dè nè còn rất là đẹp, nguyên zin ha. Hông nè, đó, hông rất là liền luôn anh chị ha. Đó, hông rất là liền và rất là đẹp. Đăng kiểm đến tháng 6 2023, sắp hết đăng kiểm mà bên cửa hàng bán cho anh chị sẽ bao anh chị đăng kiểm lại nha anh chị nha. Anh chị nào ưng ý đối với xe này, bên cửa hàng sẽ bao anh chị đăng kiểm lại cho anh chị nha. Đó, kính ảo nè, thích hợp xi nhan trên gương anh chị á. Đó, những cái đồ nhựa nè còn rất là liền và rất là đẹp luôn. Đó, kính chắn gió nè, nó sáng và đẹp luôn anh chị nha. Cái này là kính xịt nước nha, kính xịt nước. Đó, bàn đạp lên xuống nè rất là sáng và rất là đẹp, không bị mốc méo gì hết anh chị ha. Nói chung là chủ xe đi rất là giữ gìn nó xe. Đây, tay nắm ấp xi, chén cửa ấp xi có đầy đủ hết, và dán phim 3M cách nhiệt nha, che mưa,
ở gara Mui có đầy đủ hết cho anh chị nha anh chị. Anh chị mua về sẵn việc đi thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa đâu. Đối với chiếc xe này, một cái dáng xe rất là đẹp, rất là liền. Đó, vỏ còn khá là cao ha. Đó, đèn cản nè, đèn pha nè, có đầy đủ hết ha. Bên hông bên này cũng vậy nha, còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn anh chị à. Đó, bên hông bên này cũng vậy nha, rất là đẹp. Đó, bàn đạp lên xuống bên tài nè, rất là đẹp, không có móp méo gì hết anh chị nha. Đây, chè nè ha, đẹp nguyên bản, rất là đẹp nha. Rồi ok, đó, anh chị cùng em xem bên hông bên này nha. Đó, hông bên này cũng vậy nè ha. Đó, rất là đẹp luôn nè ha. Đó, rất là thẳng nha anh chị. Đó, anh chị nào ưng ý xe này thì cứ liên hệ với em ha. Đây anh chị, một bộ ghế da nhìn rất là đẹp quá xe nè ha. Bộ ghế da nhìn rất là đẹp quá xe. Đó, nói chung là xe là anh chị mua về sẵn đi thôi, rất là đẹp, không cần phải làm một thứ gì hết ha. Đó, sùng chỉ là nguyên bản theo xe đầy đủ hết anh chị nha. Đó, không thiếu phân thuộc sùng nào anh chị ha. Đó, anh chị lên xem xe mà thiếu phân sùng nào em trả tiền gấp đôi cho anh chị đi về phí đi đường nha. Đây anh chị, đó, sùng chỉ zin hết. Đó, copy là những cái sùng chỉ đồ nè, copy đồ đẹp len keng, không có dấu hiệu mòn, không có dấu hiệu bị mòn ha. Đó, rồi tắp lô. Đó, vô lăng nè ha, hai túi khí nha anh chị nha. Đó, bên phụ nè, bên phụ có cái túi khí bên này ha. Đó, thắng ABS có đầy đủ hết, màn hình Android có đầy đủ hết nha. Đó, anh chị mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị à. Đó, hai dàn lạnh độc lập ha. Đó, nỉ bọc trần kiến nè, đầy đủ hết nha. Đó, xe nói chung là cam kết với anh chị bằng văn bản tại cửa hàng nha, không va chạm cứng đụng, không thì kích. Đó, không dịch vụ taxi, máy số zin. Đó, bao anh chị đi không sướng không lấy tiền luôn anh chị nha. Đó, đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị 350 triệu thôi anh chị nha, 350 triệu thôi. Anh chị thiện chí lên xem xe mua thì bớt tặng cho anh chị 5 triệu anh chị ha. Đó, bao anh chị giúp hồ sơ. À, anh chị nào cảm thấy ưng ý và hợp túi tiền của mình thì cứ liên hệ với em ha. Đó, xe rất là liền lạc và rất là đẹp. Hai dàn lạnh độc lập, máy lạnh là khỏi chê nha anh chị nha. Xe máy lạnh là khỏi thơ chê. Rồi, tiếp tục quay trở lại với anh chị đối với chiếc xe Toyota JGL 203 nha anh chị nha. Dòng xe nói chung là hợp túi tiền cho nhà dân ít tiền ha, đang ít tiền mà đam mê xe thì chọn những cái dòng xe nồi đồng cuối đá này đi, khá là bền bỉ và khá là ăn chắc mặt bền luôn anh chị à. Tuy là đời 203 thôi nhưng mà xe rất là cứng cáp và đi rất là liền luôn. Những cái dòng xe này đi rất là đầm chắc và rất là bền bỉ luôn, không có ít khi mà có vụ mà hư hao hay là lặt vặt lắm anh chị. Mà những cái dòng xe này có hư hao lặt vặt đi chăng nữa, sửa chữa nó cũng rất là ít, rất là tiết kiệm cho mình ha. Nói chung là những cái phụ tùng thay thế thì rất là nhiều và sửa chữa thì cũng rất là rẻ nha, không có mắc đâu anh chị à. Xe đồng sơn thì cũng còn rất là liền, và được một cái nữa là mâm vỏ còn rất là mới và rất là đẹp. Đó, vỏ thì hơn 90% mâm còn rất là đẹp anh chị ha. Đó, bàn đạp đi lên xuống có đầy đủ hết nè. Đó, xe thì mình thùng rất là thẳng băng và rất là liền ha. Đó, một màu xanh vỏ dưa nha anh chị nha. Đó, giá thành thì cũng loanh quanh tầm khoảng 140 thôi. Đã có một chiếc xe Toyota JGL 203 nồi đồng gối đá thần thánh đi rồi anh chị nha. Đó, bóng đèn pha đèn cản còn rất là sáng và rất là đẹp nè ha. Đó, xe cũng vừa mới đăng kiểm xong thôi anh chị nhé. Đó, trước khi đăng kiểm thì em thay đèn cản nè, đèn pha nè, thay nguyên bộ vàng ha, và thay một cặp vỏ mới nè. Đó, để đi đăng kiểm ha, nên là anh chị mua về sẵn đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Đó, trước khi mình đăng kiểm là mình đã kiểm tra cô tin lái, thước lái, vỏ lớp đèn đồ là thay mới hết. Đăng kiểm là tháng 5 2024 anh chị nha. Đó, xe này anh chị mua về sẵn đi thôi, anh chị nào mua thì ký quyền xài cũng được nha. Chủ xe mới ký tập đầu cho em thôi, em ký tập 2 cho anh chị xài thôi. Đó, lanh quanh tầm khoảng 140-130 là em sẽ bán nha. Đối với chiếc xe Toyota J203, đó, mua về sẵn đi thôi. Đó, một cái nội thất thì cũng còn rất là sạch sẽ và rất là gọn gàng, rất là đẹp ha. Đó, nói chung là xe đời 203 này thì nói chung là sạch sẽ, gọn gàng, đẹp. Đi ok thôi, chứ còn đòi zin thì tuyệt đối thì không có nha anh chị nha. Nói chung là đồng sơn hay là bất cứ gì hết cũng phải có chỉnh sửa và cũng có cái dặm tút sơ sơ.
Đó, xe 203 đến giờ mà nhìn tuyệt đối thì không có ai tin đâu anh chị nhé. Đây anh chị, đó, Trần nè, đó, Trần là Vinh đó. Đó, còn rất là đẹp, rất là liền. Rồi ok, lanh quanh tầm khoảng 140 thôi, 130 là bán thôi anh chị nha. Anh chị ưng ý thì cứ qua xem xe và ký quyền lụm về thôi. Đăng kiểm mới rồi, xe nói chung là gọn gàng hết rồi, anh chị thích lụm về thôi chứ không cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị nha. Rồi ok, anh chị nào cảm thấy hợp túi tiền của mình thì alo em ha. Bây giờ tiếp tục quay trở lại với anh chị đối với chiếc xe. Đối với xe 5 chỗ đi, Kia Morning màu xanh này ha anh chị nha. À, đối với chiếc xe Kia Morning màu xanh, quá tuyệt vời, quá đẹp. Thì đối với chiếc xe này thì là hộp số tự động 2010 anh chị nha. Hộp số tự động 2010, xe rất là liền lạc. Bóng đèn pha, đèn cạn rất là đẹp. Mặt nạ da lăng còn rất là liền ha. Xe anh chị mua về sẵn đi thôi. Bao cam kết với anh chị không dịch vụ taxi nha. Máy số zin, xe không qua chạm cứng đụng, không thiếu phân sùng. Anh chị nào lên thấy thiếu phân sùng thì em sẽ đền tiền gấp đôi cho anh chị đi về. Bao anh chị không đẹp không lấy tiền, đi không sướng không lấy tiền luôn. Đây, mình thùng rất là liền anh chị nhé. Mình thùng rất là liền. Đường sóng cửa nè, thẳng băng rất là liền nha anh chị nha. Không có méo bị bất cứ gì hết đó, ha. Đóng cửa nè, em sẽ đóng cửa cho anh chị là có độ hít vô nha. Có độ hít vô đó, xe vậy mới gọi là xe anh chị à. Có độ hít vô nha. Và rất là zin luôn. Những cái dòng xe này rất là zin nha. Hộp số tự động đi rất là ít anh chị à. Ở xe này thì bao cam kết với anh chị là đi rất là ít, đi không sướng không lấy tiền luôn. Mà dòng xe này thì anh chị nào mình mua cho chị em phụ nữ nè, đi rất là thoải mái ha. Đi công sở hoặc là đi du lịch hay là đi chơi và chở con đi học, đi chợ, nhỏ gọn, siêu tiết kiệm nhiên liệu, dễ lạng lách, quẹo cua, rất là đơn giản ha. Nhỏ gọn xinh xinh. Nói chung là đi nó nuốt xăng nó tầm khoảng 100 cây, nó tầm khoảng 5 đến 6 lít thôi. Rất là ít và rất là tiết kiệm cho anh chị ha. Màn hình Enjoy cam hành trình có đầy đủ hết cho anh chị rồi. Mua về sẵn đổ dầu mà đi, đổ xăng mà đi thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị ạ. À, xe rất là liền lạc nè anh chị. Đó, đóng cửa nè, có độ hít vô nè ha. Và những cái độ khe hở của cửa nè. Đó, đường sóng nè, rất là thẳng và rất là liền ha. Nắp xăng được ấp xi mà cả chrome ha. Đó, đèn pha sau nè, đèn sau nè, rất là đẹp. Đó. Ghế nè. Đó, nguyên zin theo xe. Ở dòng xe Kia Morning này thì có ghế là nó có lằn nè, lằn xanh nè ha, nguyên bản theo xe. Đó, rất là đẹp. Hộp số tự động nha anh chị nha, hộp số tự động nè ha. Đó, hộp số tự động. Đó, vô lăng nè, rất là đẹp. Túi khí nè ha, hơi tối nha anh chị. Đó, anh chị nào ưng ý thì cứ liên hệ với em sẽ gửi hình chi tiết qua Zalo cho anh chị xem nha anh chị nha. Đó, xe Kia Morning 2010. Hiện tại bên cửa hàng đang chào bán với anh chị một cái giá thành cũng rất là hợp lý luôn. 209 triệu thôi anh chị nha. 209 triệu bớt thẳng cho anh chị 4 triệu nha. 205. Anh chị lên xem xe, cảm thấy ok, bớt thêm 5 triệu 200. Tình thương mến thương, bớt tiếp anh chị nha. Đó, nếu anh chị có cảm thấy ưng ý cái xe và cảm thấy hợp túi tiền lanh quanh tầm 200 độ lại thì cứ lên xem xe và lụm nó về. Đi thôi, đổ xăng mà đi thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị à. Ở bên cửa hàng sẽ bao anh chị ký bán hoặc là ký quyền xài đều ok hết ha. Một màu sơn màu xanh đọt chuối nhìn rất là đẹp ở xe và rất là sáng sủa xe nha anh chị nha. Đó, mâm vỏ đều đẹp, mâm vỏ đều đẹp. Đó. Đó, mâm vỏ đều đẹp, còn rất là đẹp anh chị ha. Rồi ok, anh chị nào cảm thấy ưng ý cái xe này liên hệ ngay và lên xem xe ha, sẽ có bớt vào tình thương mến thương cho anh chị nha. Rồi bây giờ anh chị cùng em tiến hành về chiếc xe 5 chỗ Toyota Vios E, dòng xe bản độ, hai túi khí thắng ABS có đầy đủ hết và máy số zin. Bao anh chị xe không dịch vụ taxi, không lỗi nhỏ nha anh chị nha, sùng chỉ nguyên bản theo xe. Anh chị lên xem xe, thiếu phân sùng em sẽ trả tiền gấp đôi cho anh chị đi về. Ở xe bao anh chị là có dịch vụ taxi, trả tiền gấp 3 cho anh chị đi về luôn. Đó, cam kết với anh chị một điều là xe tuyệt đối là không lỗi, không dịch vụ taxi nha anh chị nha. Dinh tức lần tực, sùng chị nè ha, dinh hết, ốc tán, tem, dinh. Cam kết với anh chị xe đi rất là ít và rất là cứng cáp nha. Đó, anh chị nào cảm thấy hợp túi tiền của mình, chơi xe đẹp, chơi xe cộp, cứ liên hệ với em và lên xem xe tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng anh chị nha. Đó,
cái dáng xe rất là liền lạc và rất đẹp ha. Biển số 50A17310. Anh chị nào ở thành phố mua xe này không cần phải tốn 20 triệu tiền nhập anh chị nha. Còn anh chị nào ở các tỉnh mua ký ủy quyền xài tiếp tục, giữ lại biển số thành phố đều ok hết nha. Hai vợ chồng chủ xe mới ký ủy quyền tập đầu cho em thôi anh chị ha. Đó, xe bao anh chị là đi không sướng không lấy tiền luôn. Một cái giá thành cũng rất là hợp lý cho anh chị nha. Mâm vỏ còn rất là cao. Đó, một cái giá thành cũng rất là hợp lý cho anh chị luôn. 210 triệu anh chị ha. Xe có bớt thẳng cho anh chị 5 triệu, 205 triệu. Đó, anh chị nào thiện chí lên xem xe, bớt thêm. Đó, cứ bớt và bớt mãi thôi anh chị à. Đó, anh chị thiện chí và cảm thấy ưng ý cái xe thì cứ lên xem xe. Đó, tình thương mến thương, bớt hoài bớt mãi. Đó, bớt đến khi nào bán được thì thôi. Đó. Đây. Đó, xe là bao anh chị Vinh tức ân tực ha. Đó, Toyota Vios 2009 nha anh chị nha, 2009 nha. Đó, xe rất là cứng cáp, rất là liền luôn. Rất là khó tìm được một chiếc xe mà còn cộp như vậy luôn anh chị ha. Rồi, bây giờ anh chị cùng em tiến hành qua chiếc xe Fortuner 2010. Fortuner 2010, dòng xe SUV, dòng xe 7 chỗ, gầm cao mấy thoáng, siêu tiết kiệm nhiên liệu là chiếc xe này đây anh chị à. Đó, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, 100 cây chỉ tầm khoảng 6 đến 6 lít rưỡi thôi. Đó, lại là dầu nữa. Quá ok cho anh chị ha. Xe rất là zin và rất là đẹp luôn ha. Xe cam kết với anh chị không có dịch vụ taxi nha anh chị nha. Đó, xe là nói chung là chuẩn chức xe gia đình. Đây, những cái mặt nạ chrome và cái chống chày nè. Đó, chủ xe lên đồ chơi đầy đủ và rất là đầy đủ tiện nghi cho anh chị rồi. Màn hình Android cam lùi có đầy đủ hết. Ấp xi đèn nắp xăng nè, nắp dầu nè, ấp xi tay nắm nè, chén cửa nè, chân kiến nè, dán phim cách nhiệt 3M nè, che mưa nè, rồi ga la mui nè, có đầy đủ hết anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em xem nè ha. Đó, nội thất đẹp nè anh chị, nội thất đẹp ha. Đó, lót chân nè. Đó, chủ xe may một bộ lót chân mấy triệu bạc ha. Lót sàn có đầy đủ hết ha. Và đồng thời thì một cái nội thất rất là đẹp, rất là liền lạc. Đây anh chị, copy nè ha. Không dấu hiệu bị mòn, nguyên bản theo xe. Không dấu bị mòn nha. Đó, copy nè. Còn rất là đẹp, rất là liền ha. Tem nè, đầy đủ hết anh chị nha. Đó, đối với chiếc xe này thì bữa mấy tháng trước là em lấy về là em bán 450 triệu. À, em lấy 430 đó anh chị. Nói thiệt luôn. Nhưng mà bây giờ em bán một cái giá lấy vốn về nha. Nói chung là thời buổi bây giờ là ế ẩm và rất là khó. Nên em bán một cái giá rất là hợp lý và để lấy vốn vậy thôi, bán lộ luôn. Nhưng mà cái này thì mình nói thôi, anh chị tin hay không thì tùy anh chị nha. Đó, 410 triệu thôi anh chị nha, bán lộ luôn, 410 triệu. Anh chị thiện chí lên xem xe, bớt thẳng 10 triệu luôn. 400 bao anh chị rút hồ sơ nha. Đó, mấy tháng trước anh chị mua là phải 450 mới có xe đời 2010 Fortuner gia đình nha. Nhưng mà giờ tầm 400 là có xe. Đó, bớt được 50 triệu. Quá ok cho anh chị. Một cái nội thất thì nói chung là xe là quá đẹp. Đó anh chị thấy không? Quá đẹp. Đó. Nhìn thôi là đủ mê anh chị ha. Đó, copy cũng vậy nè. Đó, copy quá trời đẹp ha. Đó, gia đình nha, copy dịch vụ taxi là không có copy đẹp như vậy đâu anh chị ha. Đó, xe rất là cứng cáp, rất là liền lạc. Xung chị nguyên bản hết ha. Rồi ok. 410 triệu, 400 là bán nha anh chị nha, bao rút hồ sơ. Anh chị nào cảm thấy ok thì cứ alo em ha, alo em. Đây, nội thất rất là đẹp. Đó, mua xe tặng người luôn. Mua xe tặng người luôn, tặng con bé này cho luôn. Ok không con? Ok không? Rồi, bây giờ thì anh chị nào cảm thấy thích những cái dòng xe nào thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0978548858 để trao đổi với em trai nha. Nói chung thì cũng đã quay xong những chiếc xe còn tại cửa hàng rồi. Thì nói chung mấy ngày nay thì cũng bán liên tục. Nói chung là cũng cảm ơn những cô chú anh chị ở gần xa, không ngại đường xa lên mua ủng hộ cho em trai. Cũng nói chung trung bình một ngày cũng bán được một xe, hay là 2-3 ngày cũng bán được một xe. Cũng đều đều cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị ở gần xa đã lên ủng hộ cho em trai. Cũng cho em gửi lời chúc sức khỏe cho anh chị nhé, và chúc cho anh chị luôn luôn làm ăn thuận lợi,
Và một điều nữa thì cũng mong anh chị luôn luôn ủng hộ cho em trai và đồng hành cùng em trai trong quá trình làm video, và mong anh chị cùng em xem và tham khảo và ủng hộ cho em trai, và nhớ cho em xin một nút like và nhớ comment những cái sai sót của em bên khi làm video, thì anh chị có thể comment để cho em cố gắng khắc phục và sửa chữa và cố gắng làm cho tốt để cùng anh chị xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha. Rồi, em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha. Bye bye.